Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Bình đã tổ chức tốt việc tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ các tổ chức cá nhân đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Ngoài điểm giao dịch tại trung tâm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn bố trí mạng lưới giao dịch tại các xã, thị trấn, tổ chức các phiên giao dịch hàng tháng tại điểm giao dịch xã. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng thực hiện quyền và nghĩa vụ trong thực hiện hoạt động chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương, với cách thức giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã. Để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay, làm các thủ tục trả lãi, trả nợ dễ dàng hơn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã mở rộng các điểm giao dịch đến các xã, thị trấn. Hàng tháng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn, tuyên truyền các chế độ, chính sách, bình xét hộ vay, đảm bảo chính xác. Tại các ngày giao dịch, cán bộ ngân hàng trực tiếp giải ngân, thu vốn, giải đáp những vướng mắc của người dân, đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của ngân hàng trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi. Qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận với vốn vay, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại. Việc được tiếp cận kịp thời với nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần tích cực để địa phương này thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Một phiên giao dịch định kỳ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Bình tại xã Thổ Bình. Tại đây, người dân, tổ chức chính trị xã hội, các tổ trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện giao dịch theo đúng quy định của ngân hàng. Có điểm giao dịch lưu động tại xã, người dân dễ dàng tìm hiểu các thông tin về chế độ, lãi suất, thủ tục vay vốn và được cán bộ ngân hàng kịp thời hướng dẫn, giải thích các vấn đề còn thắc mắc. Việc ngân hàng chính sách đến tại địa bàn xã đã giúp cho các hộ vay vốn như tôi cũng các hộ như kiểu các hộ vay vốn ngân hàng chính sách thì rất là thuận lợi cho việc đi lại, và từ nguồn vốn chính sách thì tôi và các hộ gia đình thì có thể cải thiện được đời sống kinh tế, tạo được nguồn vốn để chúng tôi có thể chăn nuôi và cải thiện cuộc sống gia đình. Chúng tôi khi vay cái nguồn ngân hàng chính sách về đấy, chúng tôi sử dụng rất có hiệu quả. Về nói chung là tạo điều kiện cho chúng tôi là thí dụ mua trâu thì trâu về là để có lãi này, trồng rừng thì có cái nguồn đó động viên với gia đình chúng tôi là rất cần thiết. Tôi mong là nhà nước là cho thêm nguồn vốn nữa để chúng tôi mà thoát được nghèo bền vững. Thời gian qua, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Xã đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 50 hộ gia đình được vay trên 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế đã phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại xã vùng sâu vùng xa này. Tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ nghèo vay vốn, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để các hộ tập trung phát triển kinh tế bền vững hơn. Không chỉ tạo điều kiện cho vay vốn, cấp ủy chính quyền địa phương cũng phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây, giống con có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng, giúp người dân nâng cao thu nhập. Tăng cường kiểm tra, ra soát lại tỷ lệ hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân ở từng gia đình để có phương án giúp người nghèo thoát nghèo. Định hướng các hộ gia đình đầu tư và phát triển chăn nuôi trồng trọt làm dịch vụ để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chị Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai cái nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội ấy, thì là đã giúp cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn xã được tiếp
cận với các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp để chị em tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tiếp theo để thực hiện quá trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, xã ngoài phát huy các nguồn vốn thì tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn xã, cũng như đồng thời tuyên truyền cũng như thực hiện các giải pháp mà do huyện cũng như xã đã đề ra. Là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo ở thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, bà Ma Thị Sân phấn khởi khi được vay số tiền 100 triệu đồng để đầu tư vào nuôi trâu sinh sản. Để đàn trâu phát triển tốt, với lợi thế đất vườn đồi rộng, gia đình bà đã tập trung trồng cỏ voi để đảm bảo cũng như cấp đủ nguồn thức ăn hàng ngày, nguồn thức ăn tinh để bổ trợ thêm cho đàn trâu. Nguồn vốn này nó cũng đi đôi với dân, cũng cảm thấy nó cũng rất được hiệu quả. Lúc đầu tôi cũng mua 2 con tàu trâu to thôi, nhưng sau bây giờ hiện tại hơn một năm thì nó cũng được 5 con rồi. Nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Xã hội huyện Lâm Bình cũng đã giúp cho trên 650 hộ gia đình ở xã Bình An vay với tổng dư nợ gần 42 tỷ đồng để đầu tư chăn nuôi trâu bò sinh sản, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Ngân hàng cũng đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Qua đó, các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đến với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã phát huy hiệu quả cao nhất. Quá trình ấy là các tổ viên ấy vay vốn đi là mua trâu sinh sản. Qua quá trình đi kiểm tra, chúng tôi cũng là hàng tháng chúng tôi đi kiểm tra đều. Thế là cũng các hộ đúng thực tế là vay mua trâu sinh sản, phát triển kinh tế. Cái nghị quyết 03 được người dân rất là đồng tình hưởng, được các hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích và đã phát triển được kinh tế gia đình. Nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế của người dân địa phương, đặc biệt là người nghèo có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Bình luôn là cầu nối, là công cụ của Đảng và Nhà nước để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến với người dân, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là góp phần giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi trên địa bàn, hạn chế tối đa nạn cho vay nặng lãi, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đến nay đã có gần 8.000 hộ gia đình được vay vốn thông qua 212 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ gần 450 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp trên 800 hộ gia đình thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 1.800 lao động, xây dựng trên 100 ngôi nhà mới cho các hộ nghèo. Đối với tổ chức hội nông xã thì cũng đã là có cái giải pháp là để phối hợp với ngân hàng chính sách là để giải ngân cái nguồn vốn mà phù hợp với lại địa phương để cho cán bộ hội viên nông dân là phát triển về kinh tế. Thứ nhất là về chăn nuôi cái mô hình chăn nuôi trâu sinh sản, về chăn nuôi bò sinh sản. Qua nguồn vốn mà của ngân hàng chính sách ấy, sẽ hỗ trợ cho các hộ thì cái việc tiếp cận và thực hiện sản xuất ấy, của các hộ thì có điều kiện là phát triển kinh tế tốt hơn, bởi vì là hầu như là toàn hộ nghèo, cho nên là cái nguồn vốn thì rất cần thiết để cho các hộ để tạo điều kiện cho các hộ để phát triển chăn nuôi cũng như là sản xuất. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã tiến hành là tổng hợp nhu cầu, để rà soát nhu cầu, tổng hợp để xin vốn với các cấp các ngành và đồng thời là phối hợp tốt với chính quyền địa phương để rà soát tổ chức thực hiện, rà soát bình xét công khai và sau đó chúng tôi tiến hành là giải ngân để kịp thời. Để ngay từ đầu năm chúng tôi đã có vốn để giúp bà con phát triển kinh tế. Chúng tôi đã tổ chức phối hợp tốt với các tổ chức chính trị đoàn thể các cấp, đặc biệt là cấp xã, để tổ chức rà soát từ các thôn bản. Và trong quá trình thực hiện chúng tôi đã, hội đã giám sát chặt chẽ, đảm bảo là nguồn vốn đến với bà con là đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần là phát triển kinh tế. Việc bố trí các điểm giao dịch tại các xã thị trấn là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống các ngân hàng. Đối với huyện Lâm Bình, một huyện vùng đặc biệt khó khăn, thì các điểm giao dịch duy trì hoạt động định kỳ đã phát huy hiệu quả trong chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác,
có sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát, sử dụng vốn vay cũng được thường xuyên thực hiện nhằm quản lý có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ, đưa đồng vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả cao nhất. Hàng năm là sẽ tiếp tục là tiến hành rà soát để tổng hợp nhu cầu và đồng thời cũng là xin vốn với các cấp ngân hàng cấp trên để tổng hợp nhu cầu và báo cáo về trưởng ban đại diện để chúng tôi tiến hành rà soát để tổng hợp và sẽ tiếp tục tiến hành là cho vay đến tất cả các đối tượng có nhu cầu để góp phần là giúp nhiều các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với nguồn vốn chính sách để tạo điều kiện là giúp phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo cho các hộ vay vốn trên địa bàn huyện Lâm Bình. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Bình tiếp tục phát huy vai trò trong việc thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi, phục vụ tốt nhu cầu vay vốn của nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc, tạo tiền đề cũng như động lực quan trọng, giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.